Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ nói về bút chap 5 và sự khác nhau giữa bút chap 5 so với bút chap 4 cũng như là cách cài đặt bút chap 5 trong Angular web app. Đầu tiên, bút chap 5 đã có mảng mở rộng không giới hạn để các lập trình viên có thể tùy chỉnh. Trong khi đấy, Bootstrap 4 chỉ có số lượng giới hạn các màu sắc. Phần thứ hai, Bootstrap 5 khác so với Bootstrap 4 đó là không cần jQuery để hoạt động, trong khi Bootstrap 4 nhất định bắt buộc phải cài jQuery và các plugin cần thiết thì mới chạy được. Điểm thứ ba mới ở trong bút chap 5 đấy là người dùng có thể tùy biến CSS trong các class của bút chap 5. Điều này là điều không thể xảy ra ở bút chap 4. Phần form ở trong bút chap 5 cũng được tùy biến hoàn toàn như các control radio button, checkbox hay switch. Ở Bootstrap 4, việc tùy biến control này là rất khó khăn. Về Utility API, Bootstrap 5 cho phép chúng ta tự do tùy chỉnh, trong khi đấy chúng ta không thể tùy chỉnh Utility trong Bootstrap 4. Hệ thống Grid System ở trong Bootstrap 5 cũng được thêm một hàng nữa là hàng HHL, hỗ trợ cho màn hình có độ rộng trên 1400, trong khi đấy Bootstrap 4 chỉ có 5 hàng. Icon. Về icon thì Bootstrap 5 lần đầu tiên đã có thư viện riêng, không cần phải sử dụng form awesome như của Bootstrap 4. Bootstrap 5 đã không còn hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer, trong khi đấy Bootstrap 4 vẫn còn hỗ trợ hai phiên bản mới nhất là IE10 và IE11. Để cài đặt Bootstrap 5 trên Project Angular thì ta sẽ gõ hai lệnh như sau: npm install bootstrap và npm install bootstrap icon. Như vậy tôi đã trình bày xong sự khác nhau giữa bootstrap 4 và bootstrap 5. Các bạn thích sử dụng bootstrap nào hơn? Về tôi thì tôi thấy bootstrap 5 rất tùy biến nhưng chưa được ổn định, nên hiện tại các bạn nên sử dụng Bootstrap 4. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ. Và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.